Cụ thể, năm 2013, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị được cam kết giải ngân kế hoạch 300 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 2, đã được giao 95 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu và đã giải ngân hết trước ngày 13 tháng 11. Trong khi đó, nhu cầu nhà tái định cư đến quý 1 năm 2014 để triển khai giải phóng mặt bằng thi công theo kế hoạch là 290 căn. Theo kế hoạch, phần quận Thanh Xuân phải hoàn thành trong năm 2013, phần quận Đống Đa hoàn thành trong quý 2 2014. Thành phố đã phân kỳ thu hồi 26.900 m² đoạn sông Lừ, Tôn Thất Tùng, đến nay đã thẩm định, công khai phương án 25 trên 35 cơ quan, 176 hộ dân lên phương án thu hồi 18.000 m² đất của quân chủng phòng không không quân và 6 cơ quan.